Rồi ở đây mình có tên nè, có pháp danh, có năm sinh, có tên Zalo. Thì mình ghi cái phiếu này xong là mình sẽ nộp vào đây. Để khi chùa có gì á, chùa sẽ gọi cho mình làm công quả. Đây, áo thiên quang. Áo thiên quang nha, chùa thiên quang, đấy. Rồi giờ mình xin mời các mọi người đi tham quan một cái hồ sen. Trong hồ sen chúng ta gồm có cá koi, có cây sen nữa, có cá koi, có cây sen. Bữa đó mình đều đào đập cổ bên đây. Đây có hồ cá koi rất là đẹp. Hôm nay ở không gian làng Tiên Mẫu đến ngôi chùa Thiên Quang đây. Thì đi sơ bộ những kiến trúc ở đây thôi, xây dựng lên rất là mát mẻ và sạch sẽ lắm mọi người ơi. Phía trước đó đây là một hồ cá rất đẹp đó. Hồ cá đây nè mọi người ơi, viên đàn cá luôn. Đây, hôm nay khắp con hồ chùa Thiên Quang tuổi trẻ. Đây là tuổi trẻ Thiên Quang mọi người, đây đi ô tô mà phải đeo cái thẻ này, mặc áo này nha mọi người đó. Mọi người ơi, đi qua thêm đi qua mình qua hồ cá cái bên hồ cá đây là có những cái lan này, lan vàng lan đẹp lắm mọi người ơi đó. Bên này có một hồ cá đen 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 mọi người ơi, này hồ cá coi rất là bự luôn. Đó, mọi người nhìn nè đó, ô mấy có gì cho đang không ta nè. Nó đỉa mọi người ơi, cá nó cắn mọi người ơi, nó không sợ gì hết. Nó không sợ nha, cái coi nó không sợ nha. Thả cái tay xuống nó chạy lại. Tưởng là mồi. Nó nấu hay không? Nè đó. Ôi, vậy nó coi đã có mọi người ơi. Mọi người ơi, ở đây ở ngọn ngọn chùa Thiên Quang này á, là ở phía trước và phía sau thì có cái để cái bảng là phóng sinh cá tại đây. Những Phật tử nào mà có mua cá đây, cá kiển hay là bất cứ cá nào thì mình mua lên đây phóng sinh nha mọi người. Đó. Rồi không gian kiến trúc ở đây là chỗ nào? Cô xin chào mọi người nha. Bộ Pháp đang đứng trước phía trước bảo là một vàng lan luôn. Ồ, một kiến trúc đủ màu sắc. Đó, đây là lan trắng mọi người. Ồ, bên đây là cũng có lan nè. Rất là nhiều lan luôn. Xung quanh đã tạo ra một cái không khí một cái thoáng mát và trong lành. Khi chúng ta một ngồi tu hoặc là chúng ta nghe pháp thời gian căng thẳng xong rồi chúng ta được ra đây, chúng ta ngắm được là ngắm vàng hoa rồi được hưởng thí những không khí trong lành mát mẻ ở đây nữa nè mọi người ơi. Phía trước mình là có một cái cây rất là đẹp nữa, nhưng mà cái cây này mình không biết tên gì. Hôm nay Bảo Phát quay lên để cho mọi người biết là cái cây này nó đẹp với nhau, không biết ở đâu có, nhưng mà lần đầu tiên là Bảo Phát thấy cái cây này luôn. Cái cây này nhìn nó giống như cây seri vậy nè mọi người, nhưng mà nó không phải là cây seri, nhưng mà nó có gai nha mọi người. Gai rất là sắc và nhọn, trái rất là hồng hào luôn. Đó, khi nó chín thì nó sẽ có cái màu đỏ đỏ. Đây nó chín nó sẽ màu như thế này mọi người. Đó, đây nó khá nó chín. Không biết ăn được hay không nữa, nhưng mà để hồi nữa Bảo Phát sẽ đi hỏi mấy cô ở đây. Review. Đang review cái cây này nè. Cây này rất là đẹp luôn. Đó.
Cây rất là đẹp luôn mọi người ơi. Đó, nó có gai nè mọi người đó. Đây, cây gai rất là đẹp rồi, cái gai này nó rất là sắc nhọn luôn. Không biết là quả gì. À, không có cái bảng tên của cái cây này luôn. Tên mọi người ơi, đây là Phật Di Lặc nha. Nam mô A Di Đà Phật. Phật Di Lặc đẹp lắm mọi người ơi. Wow, vườn lan đẹp quá. Vườn lan của chùa rất đẹp. Wow, đẹp chưa? Chùa Thiên Quang của sư cô Thích Nữ Hương Nhũ. Đẹp quá, vườn lan đẹp. Ôi, bên này nữa nè, bên này cũng có nè. Di Lặc. Nam mô Hoan Hỷ Di Lặc Xuân. Thực sự là Bảo Phát không biết cây này là cái cây gì luôn á, mà cái trái đẹp quá. Nhìn nó giống như là trái cherry nha. Nhưng mà không phải, rất là đẹp. Cây này cây gì mà có gai nè mọi người ơi. Đây nó có gai nữa nè. Đó nó có gai nè. Có gai luôn. Trái thì rất là đẹp. Đó. Đó, trái đẹp chưa? Đây là một kiến trúc rất là đẹp luôn. Chùa sư cô Hương Nhũ có một thiết kế kiến trúc rất là đẹp. Cái hồ đang tu sửa. Hồ cá đang tu sửa lại. Tảng đá chú Đệ Bì. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Bảo Phát đang ở chùa Thiên Quang. Chùa Thiên Quang có một cái đặc điểm đó là như thế này đây. Nam mô A Di Đà Phật phóng sanh tại đây. Chùa có một cái hồ, cái ao để phóng sanh. Đây cái hồ để phóng sanh đây mọi người ạ. Ai có nhiều có lòng từ bi muốn mua cá phóng sanh hay mua gì đó thì tao phóng sanh tại cái ao này, cái hồ này của à, có hoa sen nè. Đó, có máy bơm, có máy lọc nước. Cho nên là mọi người yên tâm phóng sinh ở đây nha. Rất chi là đẹp luôn. Đây mình sẽ quay sơ bộ về kiến trúc công trình của chùa Thiên Quang. Nhìn bề ngoài thôi đã thấy đẹp rồi. Và mình chưa biết là bên trong sẽ đẹp như thế nào nữa, nhưng mà ở bên ngoài rất là đẹp. Đây là cái cổng nè, đây là cái cổng phía trước cái cổng có một cái chuông nữa. Mấy cây mai rất là đẹp luôn. Rồi mình sẽ đi vào trong tí xíu nha mọi người. Bình bông rất đẹp. Đây mọi người ơi, mình nói nữa nha. Viên rất là đẹp luôn.
Hôm nay pha tu có một vị trí bắn nước. À, mọi người tuổi trẻ đang đi tu đây. Đó. Khi mình vô đây mình tham gia pháp tu phải mặc áo tất cả như thế này nha mọi người. Đó. À, toàn bộ cái không gian và kiến trúc ở đây mà mình đi bất cứ một vị trí nào, một khu vực nào trong cái ngôi chùa này thì mình đều được nghe tiếng kinh, tiếng niệm Phật, bởi vì cái lo kết nối toàn bộ tất cả các khu vực luôn. Cho nên là khi mình đi vệ sinh ha, mình đi ăn, mình đi đâu đó tham quan ở đây đều được nghe tiếng kinh, vì bởi vì những cái lo đều được lắp đặt toàn bộ cái khu vực trong khuôn viên của chùa, cho nên rất là nghe rất là an lạc, hoan hỷ lắm mọi người ạ. Mọi người nếu mà ai chưa biết đến chùa Thiên Quang thì khi nào có khóa tu hoặc là chúng ta đến đây để lệnh lễ Phật, để cúng dường thì mọi người nên là ghé đây một lần để cùng nhau tham quan và cùng nhau chiêm ngưỡng những cái không khí ở đây rất là đẹp và khung cảnh này rất là hữu tình nha mọi người. Đó. Mà đặc biệt hơn nữa đây là cái áo của Phá Tu á, cái áo Phá Tu nhìn đây rất nó màu sắc nó rất là hay mọi người ạ, nhìn nó nhà an lạc lắm. À, trời ơi nhìn dàn lan đẹp chưa kìa. À, đây là Huynh Đồng nè đó, Huynh Đồng hôm nay cũng tham dự Phá Tu ngày hôm nay luôn đó. Huynh Đồng nha, mọi người ai biết ở Huynh Đồng thì hiện tại là Huynh Đồng đang ở Bình Dương. Ai có muốn check in hồ sơ, kiểm tra xe, hồ sơ gốc thì liên hệ Huynh Đồng luôn nha. Đây, ten, một cây lan màu vàng rất là đẹp nữa. Đó, được gắn trực tiếp vào cây bò cạp vàng luôn, đẹp quá. Phát xin quay sơ bộ về kiến trúc trong chánh điện nha mọi người. Đây, mình sẽ dẫn mọi người vào trong chánh điện nha. Rồi, hoan hỷ để dép ở ngoài nè. Rồi, mình sẽ để dép bên ngoài. Rất là đẹp mọi người.